Vâng, xin chào các anh chị đã đến với video giới thiệu sản phẩm của tủ gỗ Nguyễn Hồng ạ. Thì hôm nay Nguyễn Hồng sẽ giới thiệu với các anh chị một tác phẩm ạ, rất là lạ mắt, được chế tác trên chất gỗ trắc đỏ đen với đường vân gỗ tuyệt đỉnh. Vâng, một chiếc quạt mai điểu nha anh chị nhá. Một chiếc quạt mai điểu ạ. Vâng, với những cái bông hoa mai, những nụ hoa mai được tỉa tót rất là kỹ càng rồi, đục rất là cân bông luôn, cùng với hai chú chim ấy, đang cơ vờn nhau, đang cơ đùa giỡn với nhau trên đậu trên cái cành hoa mai, tạo nên một cảnh sắc mùa xuân rất là đẹp luôn ạ. Các anh chị gần đến Tết rồi, các anh chị có cảm thấy náo nức không ạ? Em thì đã rất là náo nức và nôn nóng rồi. Vâng, và hãy nhanh tay sở hữu những cái tác phẩm này về để tạo nên cho ngôi nhà của mình có một cái cảnh sắc mùa xuân tuyệt vời ạ. Và đây là cái chiếc quạt đây. Chiếc quạt này phơi bày tất cả những cái vẻ đẹp tinh túy của chất gỗ trắc đỏ đen rồi. Vân quá là tuyệt đỉnh luôn ạ. Một chiếc quạt mai điểu ạ. Với kích thước chiều cao 45cm, ngang 55 và chiều sâu là 15cm anh chị nhé. Quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Một chiếc quạt mai điểu ạ. Trông rất là lạ mắt luôn. Vâng, và đây em đã đưa cái tay vào để cho các anh chị nhìn thấy được cái độ cân bông sắc nét của cái những cái cành hoa mai đây ạ. Rất là cân bông luôn, làm rất là sạch sẽ rồi và được bên em sơn BU rất là kỹ càng. Làm rất là sạch sẽ luôn rồi ạ. Nên các anh chị sở hữu về thì chỉ có yên tâm mà trưng bày thôi. Vân gỗ thì quá là tuyệt đỉnh luôn ạ. Và sau đây em sẽ quay cái mặt sau của tác phẩm này ạ. Đang bên em đã quay quạt cái tác phẩm này rất là kỹ rồi nha anh chị nha. Rất là kỹ và đẹp rồi ạ. Vâng, quay trở lại mặt trước đây ạ. Và em xin được báo giá cho các anh chị ạ. Tác phẩm này có giá là 4.8 triệu anh chị nhé. Tác phẩm này có giá là 4.8 triệu ạ. Và mọi chi tiết về sản phẩm ạ, các anh chị hãy liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0987336 nhé. Vâng, một khung cảnh mùa xuân quá là tuyệt vời. Chất gỗ trắc đỏ đen ạ, một dòng gỗ quý hiếm trên thị trường đồ gỗ hiện nay rồi. Càng ngày thì cái chất gỗ này, cái dòng gỗ này sẽ càng hiếm rồi anh chị nhá. Và để tạo nên được những cái tác phẩm mà với cái chất gỗ đẹp như thế này thì người nghệ nhân cũng phải chọn được những cái khúc gỗ thật là tuyệt vời để có thể đục ra được tác phẩm đẹp như thế này ạ. Vâng, rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video giới thiệu sản phẩm của tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Và hẹn các anh chị vào những cái video tiếp theo nhé. Vâng ạ, xin chào các anh chị ạ. Quá là tuyệt vời luôn ạ.